Hello hello, chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay Johnny sẽ cùng các bạn quay trở lại với chuyên mục Thánh Địa Siêu Xe. Hôm nay có gì các bạn nhé? Đây, trước mặt chúng ta là một chiếc GLS 450 nhập chính hãng về thị trường Việt Nam các bạn nhé. Đây là chiếc GLS 450 chính hãng có giá bán khoảng gần 5 tỷ đồng. Tiền là khi các bạn mua thì các bạn sẽ phải chịu mức chênh đó khoảng vài trăm triệu để có thể lấy xe sớm. Đây là chiếc GLS 450 với biển số rất đẹp luôn, 30H2 tứ quý 1 và có ngoại thất màu đen. GLS 450 thì nó quá hot tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua. Và hiện tại thì các bạn đặt xe cũng phải chờ một thời gian khá lâu. Đó, đây chiếc này có gói AMG ngoại thất với bộ mâm AMG 5 chấu. Nó khác với những phiên bản nhập Mỹ thì nó sẽ không có gói AMG ở ngoại thất. Và mâm nó cũng là phong cách khác. Đây bạn, tứ quý 1, chiếc này cũng rất mới luôn. LX 570 Super Sport các bạn nhá, phiên bản Super Sport với lưới tản nhiệt phong cách mới này. Phần đầu xe cực kỳ hầm hố luôn các bạn nhỉ. Và biển số cũng khá đẹp, 96898. Đây là chiếc LX 570 phiên bản Super Sport các bạn nhé. Mâm vẫn là mâm giống các phiên bản khác, có bậc lên xuống gắn cố định hai bên các bạn này. Và chiếc này, đây các bạn nhìn ngang của xe với logo Super Sport tại cột A, logo LX 570 này. Bậc lên xuống gắn cố định hai bên này. Phần đuôi của xe các bạn thấy quan sát có chữ dòng chữ Super Sport phía dưới chữ Lexus. Và bên kia thì có chữ LX 570S. Đó, một chiếc LX 570 Super Sport thì mình cũng đã từng quay cho các bạn tại showroom rồi. Hôm nay thì gặp một chiếc trên phố màu trắng. Ở phía dưới này thì chúng ta có một chiếc Maserati, Maserati Gran Turismo. Wow, ngoại thất màu xanh. Và chiếc này thì mang biển số Sài Gòn, không rõ là mới ra hay là ở đây lâu rồi các bạn nhé. Đó, biển số Sài Gòn khá đẹp, 51A89989, màu xanh, khá lạ. Lần đầu tiên mình gặp chiếc này ở ngoài Hà Nội. Bộ mâm thì cũng khá đặc trưng của Maserati các bạn nhé. Đây là phần ngang của xe này, thiết kế phong cách thể thao, một chiếc xe thể thao đến từ Ý. Đây bộ mâm của xe này với cảm hứng lấy từ logo của Maserati. Các bạn nhìn thấy mỗi chấu nó giống như cái logo của Maserati luôn. Thất màu xanh, nội thất bên trong thì bọc da màu da bò. Chiếc này là 2+2 chỗ ngồi. Đây là phần đuôi của chiếc Maserati. Đó, phần đuôi của xe này. Động cơ V8 4.7 lít các bạn nhé, có logo 4.7 phía sau này. Ống xả đơn đặt đối xứng hai bên. 51A thì chiếc này cũng khá là sâu rồi, đời có lẽ khoảng được chục năm, khoảng 2010 hay 11 gì đó, có khi là 2009. Tuy nhiên thiết kế vẫn phong cách quen thuộc của Maserati, cũng đèn hậu này. Và form dáng thì vẫn chuẩn của Maserati, nhìn cái các bạn sẽ nhận ra ngay đây là một chiếc Maserati có logo quen thuộc tại đây. Đó, đây là phần ngang của xe. Đây là chiếc Gran Turismo các bạn nhé. Ở đây chúng ta tiếp tục có một chiếc GLS 600 phiên bản Maybach, thì được độ lên từ GLS 450 các bạn nhé. Và có ngoại thất hai màu, các bạn sẽ nhìn thấy rất quen tại vì nó khá giống với ngoại thất hai màu của chiếc GLS 600 Maybach phiên bản kỷ niệm 100 năm của Maybach, mới ra mắt tại thị trường toàn cầu và hứa hẹn tương lai sẽ có một chiếc được đưa về Việt Nam và chỉ sản xuất 100 chiếc thôi các bạn nhé. Theo chia sẻ của một anh bên Mẹc thì sẽ có một chiếc GLS 600 Maybach bản kỷ niệm 100 năm được đưa về Việt Nam. Còn đây là một chiếc GLS 450 được độ lên phiên bản Maybach. Chiếc này thì mình cũng đã từng gặp từ khi xe có ngoại thất zin là màu trắng, là chiếc GLS 450 đầu tiên độ lên GLS 600 Maybach tại Việt Nam, trước cả chiếc xe mà Mr. Xuân Hoàn độ trong Sài Gòn màu đỏ đen. Còn đây là chiếc nguyên zin màu trắng, chủ nhân đã wrap thành hai màu, trên màu trắng và dưới màu này mình không biết nó gọi là cái màu gì, màu bạc xám này. Đó các bạn này, mâm cũng là mâm đa chấu giống như GLS 600 Maybach, lưới tản nhiệt phong cách GLS 600 Maybach, cản trước đèn pha thì giống nhau rồi. Còn đây lưới tản nhiệt đây các bạn này. Chiếc này thì mình nhớ không nhầm thì mình đã từng quay review chi tiết thời mà em nó còn có màu xanh trắng. Tiên chủ nhân mới gần đây lại đã dán thành màu khác rồi. Và nhìn cũng rất ấn tượng anh em nhỉ, nhìn cũng rất ấn tượng nhá. Đây là phần đuôi của em nó này. Chủ nhân thì không gắn cái logo nào phần đuôi. Đó, không gắn logo đuôi nhá. Ở đây chúng ta có một chiếc Porsche Cayenne Coupe mới tinh luôn các bạn nhá. Vừa ra biển luôn. Đấy các bạn này, này. À, quá đẹp luôn. Cayenne Coupe thì lúc nào cũng đẹp lung linh các bạn nhỉ. Đỗ ở chỗ này nó lại càng đẹp luôn. Đó, mâm thì chọn và phong cách ấn tượng. Ngoại thất màu trắng.
Hello, ở đây chúng ta sẽ có thêm một chiếc G63 AMG với ngoại thất rất ấn tượng. Đó, chiếc này thì có ngoại thất màu xám xi măng. Đó, đây là màu đề can được chủ nhân wrap lại rồi các bạn nhé. Quá đẹp. G63 AMG. Cận cảnh cái quả màu xám xi măng các bạn này. Chiếc G63 AMG 2021 biển 30H06959. Chiếc này thì cũng được chủ nhân gắn thêm giải đèn LED trợ sáng chiều ăn đêm. Đó, hệ thống ống xả cũng đã được độ lại phong cách các bạn nhìn. Quả ống xả Heavy Exhaust quá chất. Quá đẹp. Tiếp tục về đến Metro, chúng ta lại có một chiếc G63 AMG với ngoại thất màu xanh. Như các bạn thấy, chiếc màu xám đã di chuyển được. Quả xanh mê hoặc luôn đấy. Đây, ra góc này đã có một chút ánh sáng để cho các bạn quan sát kỹ hơn. Đây các bạn ơi, đây anh em ơi, chiếm ngưỡng quả màu xanh ở góc này, phải nói là đẹp mê ly luôn. Ở góc này các bạn sẽ thấy cái màu xanh của nó chất lượng như thế nào. Đây các bạn, trời ơi, đúng là phong cách nhà binh và có màu cũng phải là nhà binh. Anh em chiêm ngưỡng này, tuyệt phẩm luôn đấy. Tuyệt tác của giới bốn bánh. G63 AMG đời 2021 với ngoại thất màu Oliver Green, hay còn gọi nôm na nó là màu xanh quân đội anh em. Đây là màu sơn các bạn nhé, một trong 23 màu sơn tùy chọn của G Manufacturer dành cho các chủ nhân của xe muốn cá nhân hóa chiếc G Class của mình. Có thể tùy chọn trong một trong 23 màu. Ngoài những cái màu cơ bản thì sẽ có 23 màu tùy chọn. Đây. G. Động cơ V8 4.0 lít các bạn nhé. V8 4.0 lít 577 mã lực. Và mô men xoắn cực đại là 850 Nm. Hộp số là hộp số 9 cấp. Ở phía trên này thì chúng ta có một chiếc Porsche Panamera đời 2021 các bạn nhé. Panamera 4 này. Đấy, có tem Magic Caspa ở đuôi xe này. Panamera đời 2021 với bộ mâm rất đẹp các bạn nhỉ, biển cũng rất mới luôn. Đó, đời 2021 thì nó có mâm mới này, đèn hậu mới, đèn pha mới này, và một số chi tiết khác biệt nữa các bạn nhé. Tiếp theo ở trên này thì chúng ta có một chiếc Jeep Wrangler phiên bản Rubicon, một xanh quân đội nhìn khá là đẹp. Chiếc này có lẽ là nhập chính hãng ở thị trường Việt Nam. Jeep thì đã có chính hãng tại Việt Nam rồi các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn quan sát này, nhìn rất hầm hố luôn, phong cách rất quen thuộc của Jeep. Đây là một chiếc Mercedes S-Class, S-Class độ lên mấy bách. Một chiếc Jaguar F-Pace. Đây thì chúng ta có một chiếc Range Rover Autobiography. Đó, biển số Hưng Yên. Hai màu, màu đen và màu đỏ đậm. Cùng lông Mỹ Lincoln Navigator các bạn nhé. To luôn. Dàn mẹc S luôn các bạn này. Đây là một chiếc S450L Luxury này. Một chiếc S-Class 450 độ lên mây bách này. Một chiếc S-Class nữa. Wow, màu xanh rất đẹp luôn. S450 màu xanh cực đẹp. Wow, và màu cực kỳ mê luôn các bạn này. Dàn nắng nhìn rất phê. S450L Luxury nhá. Wow, nghe bầu phê quá các bạn ạ. VinFast President màu Master Black các bạn nhé. Đó, chủ tịch Việt với ngoại thất màu Master Black nhìn cực kỳ ấn tượng. BMW X3 này. Và 730 M Sport. Quá đẹp luôn. Porsche Panamera này.
Ford Panamera các bạn ạ. Nãy mình quay ở Metro rồi này. Range Rover này. Đây, ở đây chúng ta có chiếc Audi Q8 các bạn nhá. Q8 màu trắng. Và chuẩn bị đi qua chúng ta có một chiếc G63 AMG. Wow, màu matte black luôn. Quá nhiều G63 các bạn ạ. Đây. Tiếp tục quay lại chiếc Audi Q8 này. Đó, Audi Q8 màu trắng. Động cơ 3.0 lít. Giá bán chiếc này đâu đó gần 5 tỷ đồng tại trường Việt Nam các bạn nhé. Phần đuôi cũng được làm khá đẹp. Đó, phần đuôi cũng được làm khá đẹp nhé. Phía trên này thì chúng ta có một chiếc Range Rover Velar các bạn nhé. Trên này chúng ta có một chiếc Range Rover Velar cũng có ngoại thất màu trắng. Đó, mẫu xe vạn người mê thời điểm ra mắt và được bây giờ bán khá chạy tại trường Việt Nam. Anh em để quan sát. Phía trên kia vừa có một vụ va chạm giữa một chiếc Honda Vision và một chiếc GLC 300. GLC 300 AMG. Wow, anh em sẽ được chiêm ngưỡng siêu phẩm Porsche Cayenne Coupe, Cayenne Coupe đóng căng nét này. Rồi, hôm nay chủ đang khá hiền anh em ạ. Một lần mình gặp thì chạy rất căng. Ở đây chúng ta có một chiếc Jaguar XF màu trắng. Đó, Jaguar XF này. Mẫu xe đến từ Anh Quốc. Phía dưới này thì chúng ta có một chiếc Porsche Panamera. Mình cũng đã quay cho các bạn từ nãy giờ mấy lần rồi. Đó, đây các bạn, màu đen bóng cực kỳ ấn tượng luôn. Mâm cũng là mâm tùy chọn. Đây là phần đuôi của chiếc Porsche Panamera các bạn. Đó, Porsche Audi Q5. Ở đây chúng ta có một chiếc GLS 500. GLS 500 đời trước, không phải là đời mới nhất tại trường Việt Nam các bạn nhé. Và góc này các bạn nhìn thấy rất nhiều xe sang các bạn nhé. GLS 500 này, bên kia có Mini Countryman này, đời mới nhất này. Và một chiếc GLC. Chuẩn bị đây thì có một chiếc Range Rover Cubayo Graffi đi qua. Đây là một chiếc bản cũ được độ lên các bạn nhé. Đời cũ rồi, không phải là đời mới nhất 2020. Phía bên này thì chúng ta có một chiếc Mini Countryman đời 2020-2021. Ngoại thất màu xanh cũng khá đẹp. Đây là đời mới nhất tại trường Việt Nam rồi. Mini Countryman 30H. Đó. GLC. Wow, lại một chiếc GLS 500 nữa các bạn ạ. Đó, một chiếc GLS 500 nữa với ngoại thất màu khác. Đó, hai chiếc GLS 500 đỗ cách nhau có một đoạn thôi. Đó, chiếc đầu tiên cũng là GLS 500 này. Đây cũng là GLS 500 này. Một chiếc S500 độ Brabus. S500 độ Brabus này. Đây có một chiếc S450L phiên bản Final Edition hay là phiên bản Edition cuối cùng các bạn nhé. Đó, phiên bản này sẽ là phiên bản cuối cùng của VF222 được bán tại Việt Nam. Tháng 12 này thì VF223 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam và bán ra vào năm 2022. Đó, phiên bản này thì được phân biệt với các phiên bản khác bởi bộ mâm đa chấu này. Đó, bộ mâm đa chấu này nó khác biệt so với S450L và S450L Luxury. Ngoài thân chiếc này cũng có màu nâu rất ấn tượng. Một chiếc Range Rover, chiếc này có lẽ là phiên bản HSE. Đó, có lẽ là phiên bản HSE. Còn đây, chiếc S450L bản Final Edition tại thị trường Việt Nam. Chiếc này có lẽ là GLS 400 hoặc là 350D. Mình nghĩ thì là GLS 400. Đó, chiếc RX, Lexus RX 350 F-Sport đã di chuyển. Phía dưới này anh em có một chiếc Lexus RX 570 màu đen. Xe dành cho chủ tịch Lexus RX 570.
Vâng, ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc Lexus RX đến từ Bắc Ninh. Đó, một dân chơi đến từ Bắc Ninh, một đại gia Bắc Ninh, biển số khá đẹp các bạn nhỉ. 38338. Đó, một chiếc Lexus RX đời mới nhất tại trường Việt Nam. Mình ngó xem có phải là RX 350 hay là RX gì các bạn nhé. Chính xác thì là RX 300. RX 300 phiên bản đàn em của RX 350. Phía sau là một chiếc Mini với ngoại thất màu xanh và mui màu đỏ, nhìn trông khá là cá tính các bạn nhỉ. Đó, với bộ tem màu đen ở trên sọc này, mâm xe cũng khá đẹp. Đây là phần ngang của chiếc Mini Coupe này. Đó, Mini Coupe S phiên bản Clubman, ống xả đơn đặt đối xứng hai bên. Phía dưới này thì có một chiếc Lexus RX. Đây là chiếc RX đời cũ và phiên bản F-Sport. Đó, đây là phiên bản F-Sport nhập tư nhân các bạn nhé. Đó, lưới tản nhiệt và mâm khác so với phiên bản thường. Mâm khác so với phiên bản thường. Đây các bạn nhìn. Một chiếc RX 350 phiên bản F-Sport. Phía bên này thì chúng ta có một chiếc Porsche Cayenne Coupe màu ghi xám. Đó, Cayenne Coupe các bạn nhé. Đây là phiên bản Cayenne S, phiên bản Coupe, nhìn rất ấn tượng luôn. Coupe thì nó lại quá đẹp rồi. Đấy bạn, vào xa phần đuôi, quá đẹp luôn các bạn nhé. Quá sexy, quá ấn tượng của chiếc Porsche Cayenne S Coupe, biển số Sài Gòn. Phía dưới này chúng ta có một chiếc Jaguar. Đây là Jaguar XF màu đỏ, khá nổi bật. Jaguar XF các bạn nhé, chiếc sedan hạng sang tầm trung, cạnh tranh với Mercedes E-Class và BMW 5 Series. XE thì là cạnh tranh với 3, còn XF thì là cạnh tranh với 5 các bạn nhé. Phía sau là một chiếc BMW 5 Series, đây là chiếc 520i các bạn nhé, đời mới nhất tại trường Việt Nam. Đó, đây là 520i bản tiêu chuẩn, không phải là 520i bản Sport, bản M-Sport. Đây, lưới tản nhiệt và đèn pha mới trên BMW 5C tại trường Việt Nam. Nhìn cũng khá lấn tượng, với bộ mâm thì nó hơi tiêu chuẩn một chút. Chiếc này có lẽ là già xài mâm, mâm chính xác là 18-245/45. Họ mâm đa chấu. Đây là phần ngang của chiếc BMW 5 Series 520 bản tiêu chuẩn. Phía bên này chúng ta có một chiếc Audi Q5 này, một chiếc Audi Q5, một chiếc GLC. Ở đây thì chúng ta có một chiếc Mercedes S450 Luxury màu trắng và có biển số cũng khá ấn tượng, 95969. Đó, GLS S450 phiên bản L Luxury các bạn nhé. Đây là thế hệ cuối cùng rồi. Cuối năm nay thì S-Class mới sẽ ra mắt thị trường Việt Nam và sẽ có rất nhiều điểm mới. Đây là dân chơi Minh Quân. Hello anh Tới. Đây là chiếc S450L Luxury các bạn nhé. Ồ, chiếc này hơi tiếc thì cái vòm bánh sau đã bị pha quẹt ở đâu đó. Một chiếc GLC, GLC 300 AMG, đời cũ không phải là đời mới nhất tại trường Việt Nam. Đó, đây là phần đuôi của chiếc BMW 520 phiên bản tiêu chuẩn. Đó, 5 series đời mới nhất, mình đã từng review, đã từng quay chi tiết những chiếc 5 series cho các bạn rồi các bạn nhé. Ở phía bên này thì chúng ta có một chiếc Lexus RX. Phiên bản này là phiên bản nhập Mỹ, không phải là phiên bản mua chính hãng ở trường Việt Nam. Có lẽ là RX 350. Các bạn sẽ quan sát này, nắng vào cái màu trắng nhìn nó nổi bật cực kỳ luôn. Đây là phần đuôi của em nó này. Khá là nhiều Lexus RX xuất hiện tại Metropole. Đây, S450L Luxury 95969. Đây có một chiếc Range Rover. Đó, Range Rover Supercharged đời cũ. Fortuner Legender, một chiếc GLC. Lắc SA 2.0 độ lưới tản nhiệt. Lắc SA 2.0 độ lưới tản nhiệt. Đó, ở phía bên kia thì chúng ta có gì? Một chiếc Range Rover đời cũ khác. Được độ mâm nhìn khá là ấn tượng. Còn phía trên này thì có một chiếc xe đáng chú ý hơn, đó là chiếc Porsche Panamera các bạn nhé. Porsche Panamera. Porsche Panamera thế hệ thứ 2 đời mới nhất, biển khá đẹp, 26829. Ngoại thất màu xanh. Đó, mâm là mâm của 911 Turbo. Porsche Panamera, phần đuôi các bạn này. Nó bật đèn sáng lên thì nó sẽ cực kỳ ấn tượng.
một mâm 21 inch của 911 Turbo. Đây là tên gọi của cái loại mâm này. Và một mâm này thì nó là tùy chọn cao cấp trên những mẫu xe như Panamera, Macan, Taycan hay là rất nhiều những mẫu xe Cayenne như thế. Nó cũng là một mâm tùy chọn của Porsche thôi.